Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày tưởng nhớ năm sau, sẽ còn bao nhiêu đồng bào ra đi vĩnh viễn? Việt Nam ghi nhận ca mắc mới tăng cao tột độ ở mức trên dưới 10.000 ca, kéo theo số ca nhập viện không qua khỏi ngày càng cao. Thủ đô Hà Nội trở thành tâm dịch lớn nhất của miền Bắc, ghi nhận trên dưới 300 ca mỗi ngày. Bộ Y tế hiệu triệu cả nước khẩn trương rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vaccine trước khi quá muộn. Thưa quý vị khán giả, đại dịch COVID-19 đã lấy đi khỏi chúng ta hơn 23.000 đồng bào trên cả nước. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 17.000 người, tất cả đều ra đi trong lặng lẽ, không kèn, không trống, cũng chẳng có người thân trong những thời khắc cuối cùng. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta đã đưa ngành y tế vào những tháng ngày chưa từng có trong lịch sử. Và đến nay, 50 trên 63 tỉnh thành trên cả nước đã ghi nhận các ca không qua khỏi do COVID-19. Sự ra đi đột ngột đã khiến hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh ly biệt. Và trong lúc này đây, chính quyền cũng đang quá sức, người dân thì lại cạn lực. Ngày hôm nay, chúng ta ngồi gặm nhấm nỗi buồn và mường tượng về ngày tưởng nhớ của năm sau, không biết sẽ ra sao. Đồng bào ta sẽ có thêm bao nhiêu người nằm xuống? Và trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng dành những phút đầu tiên của chương trình để chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường dài với đầy gian nan, chưa hẹn ngày khép lại của đồng bào cả nước trong đại dịch. Ngày tưởng nhớ năm sau, sẽ còn bao nhiêu đồng bào ra đi vĩnh viễn? Thưa quý vị, trong trận dịch khủng khiếp này, không đếm xuể hình ảnh của biết bao nhiêu người tìm đủ mọi cách để đưa người thân của mình đến bệnh viện điều trị với niềm hy vọng mong manh là sẽ chữa khỏi. Nhưng may mắn đã không đáp lời, họ đưa người thân đến bệnh viện, rồi khi đón người thân về nhà chỉ trong những túi vải và hộp vuông. Đau xót thay, nhớ lại hồi tháng 5, đánh dấu thời khắc lịch sử đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh. Ở đợt dịch này, số ca nhiễm không còn ở con số hàng trăm mà đã vượt mốc hàng nghìn người rồi. Thành phố Hồ Chí Minh khi ấy rơi vào tình trạng khủng hoảng. Bệnh viện dã chiến lập ra không đủ sức phục vụ. Nhiều người dân không có nơi để điều trị, ca mất có ngày hơn 300. Thời khắc vô cùng khó khăn, dịch bùng phát mạnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính sốt ruột phát đi lời hiệu triệu: tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chi viện lực lượng đặc biệt khẩn cấp cho thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt đội ngũ y bác sĩ, dù đã về hưu và sinh viên ngành y, dù đang còn trên ghế giảng đường, cũng tình nguyện đăng ký đến tuyến đầu chống dịch vì đồng bào thân yêu. Xa nhà mấy tháng trời, nhiều nỗi nhớ phải gác lại, nhiều lời hứa hết dịch con về, hết dịch anh về, hết dịch bố về, nhưng rồi biển biệt đi không về nữa. Nhiều cán bộ đã hy sinh trong quá trình chống dịch khốc liệt đó, họ phục vụ nhân dân đến giây phút cuối cùng. Trong những ngày dịch bệnh khốc liệt, gam màu xám xịt bao trùm khắp đất nước, những buổi tiễn đưa diễn ra chóng vánh, bố mẹ chào con bằng vành khăn trắng chít trên đầu. Vẫn biết đau khổ tột cùng, nhưng tất cả đều nén lại đau thương để tiếp tục cho cuộc chiến chống dịch còn đang dở dang phía trước. Tại Việt Nam đến thời điểm này, đại dịch COVID-19 đã mang đi của chúng ta 23.377 đồng bào. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 17.265 người không may mắn trong đại dịch. Nếu chúng ta vẫn còn đến ngày hôm nay sống vui vẻ bên người thân, tiếp tục công việc của mình và nuôi dưỡng đam mê cho chuỗi ngày sắp đến, đó là một điều phước lành. Hãy biết ơn và sống tốt, trọn vẹn với ý nghĩa cuộc đời. Vì rất nhiều đồng bào của chúng ta đã không may mắn vượt qua đại dịch. Họ đã nằm xuống trong cô quạnh. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Việt Nam ghi nhận ca mắc mới tăng cao tột độ ở mức trên dưới 10.000, kéo theo số ca nhập viện không qua khỏi ngày càng tăng. Thưa quý vị, tính đến sáng nay ngày 20 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 9.617 ca mắc COVID-19 mới ở 57 tỉnh thành. Trong đó ghi nhận gần 5.000 ca mắc trong cộng đồng, ghi nhận 102 trường hợp không qua khỏi. Ba địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 là thành phố Hồ Chí Minh 1.339 ca, Bình Dương 661 ca, Tây Ninh 599 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.218 ca một ngày.
số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.596 trường hợp, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.116 ca, thở oxy dòng cao HFNC 930 ca, thở máy không xâm lấn 115 ca, thở máy xâm lấn 426 ca, ECMO tim phổi nhân tạo 9 ca. Và tâm điểm những ngày này đang đổ dồn về thủ đô Hà Nội, được xem là tâm dịch lớn nhất miền Bắc hiện nay. Tính đến sáng nay, ngày 20 tháng 11, Hà Nội đã phát hiện thêm 275 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 104 ca cộng đồng. Ca bệnh phân bố rải khắp tại 26 trên 30 quận huyện với 13 ổ dịch diễn biến phức tạp, liên tục phát sinh thêm ca bệnh. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 7.291 ca. Trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 2.646 ca. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bộ Y tế hiệu triệu cả nước khẩn trương rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vaccine trước khi quá muộn. Thưa quý vị, trước tình hình ca mắc ngày càng tăng không điểm dừng, Bộ Y tế đã cho phép các địa phương tự quyết định việc rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine để kịp thời triển khai tiêm chủng. Đơn vị địa phương nào không thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng phải chịu trách nhiệm. Theo công văn hỏa tốc, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố giảm khoảng cách giữa hai mũi tiêm. Trước công văn này, đã có 3 địa phương là Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội triển khai rút ngắn thời gian tiêm chủng giữa hai mũi vaccine. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Khẩn cấp tăng phụ cấp cho cán bộ y tế tại các tâm dịch. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nhân dân. Vào ngày hôm qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 145 quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung về chế độ, chính sách trong phòng chống dịch bệnh. Tại các địa phương có số người mắc COVID-19 cao, người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, trừ trường hợp người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, được hưởng chế độ phụ cấp với mức là 450.000 đồng một ngày. Người làm công việc kiểm soát nhiễm khuẩn, người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, người mắc COVID-19, người thu gom chất thải, đồ vải, vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, người làm nhiệm vụ bảo vệ, trực chốt COVID-19 được hưởng phụ cấp 300.000 đồng một ngày. Đối với người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người mắc COVID-19 tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn, bao gồm cả các trạm, tổ y tế lưu động, người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 được hưởng phụ cấp là 300.000 đồng một ngày. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.